Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của Á Khôi, diễn viên Hồng Hạnh, hay mọi người vẫn thường nhớ đến cô với tên Hạnh nhóm SVM. Tiểu sử Á Khôi Hồng Hạnh. Á Khôi Hồng Hạnh là ai? Hồng Hạnh có tên đầy đủ là Lê Thị Hồng Hạnh, nickname là Hana, là một cô gái xinh đẹp và rất tài năng. Hiện tại, Hồng Hạnh đang là diễn viên tự do tại Hà Nội và vừa qua cô đã xuất sắc giành ngôi vị Á Khôi 1 tại đêm Gala Mid và Mr. Hà Nội 2020. Hồng Hạnh sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt đẹp và nụ cười quyến rũ. Hồng Hạnh chính là gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào và quen thuộc của thế giới phim sitcom Việt. Ngay từ khi còn nhỏ, Hồng Hạnh đã là một cô gái rất đam mê nghệ thuật, đặc biệt là ca hát, chụp hình và diễn xuất. Nhưng với suy nghĩ rất giản đơn, Hồng Hạnh định chỉ học xong cấp 3 rồi sẽ tìm một việc gì đó yêu thích để làm. Nhưng với sự động viên của bạn bè, thầy cô, Hồng Hạnh đã nộp hồ sơ vào trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Có lẽ một phần vì không có đủ thời gian để ôn luyện và tập tành nên Hồng Hạnh không đủ điểm đỗ vào ngôi trường mơ ước. Nhưng không nản chí, Hồng Hạnh đã xin phép cha mẹ được lên Hà Nội làm việc và dành thêm thời gian để ôn tập năm sau thi lại vào trường. Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và học tập, Hồng Hạnh đã xin làm khá nhiều công việc từ bồi bàn, phục vụ tại quán lẩu. Được bạn bè giới thiệu, Hồng Hạnh đã tham gia vào nhóm hài SVM để trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất. Những tưởng sự cố gắng, nỗ lực của Hồng Hạnh sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng cô nàng lại một lần nữa lỡ hẹn với trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội khi gần đến ngày thi, Hồng Hạnh lại quyết định từ bỏ để theo dự án phim mới. Hồng Hạnh vẫn đang từng ngày, từng giờ nỗ lực theo đuổi đam mê. Từ những việc tích cực tham gia diễn xuất trong nhiều vlog, phim ngắn được đăng tải trên YouTube đến việc tham gia cuộc thi sắc đẹp, Hồng Hạnh đã có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Ngoài công việc diễn xuất, Hồng Hạnh còn thử sức mình với các vai trò viết kịch bản, sản xuất chương trình, quay phim, quản lý trang Facebook. Chia sẻ đôi chút về những dự định trong tương lai, Hồng Hạnh cho biết em sẽ dành thời gian tham gia các lớp đào tạo diễn xuất để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển vào trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội năm nay. Ngoài ra, Hồng Hạnh cũng sẽ đầu tư thêm về thanh nhạc, chụp ảnh và phát triển kênh YouTube riêng của mình để định hướng hình ảnh và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 10x duyên mỏng với nghệ thuật, càng khó càng phải nỗ lực. Hai lần lỡ hẹn với trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội không khiến Hồng Hạnh nản lòng. Cô gái trẻ vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ nghệ thuật đến cùng. Hiện tại, 10x này đang làm việc tại một công ty truyền thông và là diễn viên tự do tại Hà Nội. Vốn có sở thích với ca hát và người mẫu ảnh, song Lê Thị Hồng Hạnh chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi nghệ thuật. Ở thời điểm chọn ngành, chọn trường thi đại học, Hồng Hạnh từng có ý định không học lê mà sẽ kiếm việc làm. Được thầy cô, bạn bè khuyên bảo và động viên, Hạnh mới quyết tâm nộp hồ sơ dự thi vào trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghề giáo, Hồng Hạnh không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào khi lựa chọn nghệ thuật. Mong muốn ra Hà Nội ôn thi không được bố mẹ đồng ý, Hạnh phải tự tìm hiểu thông tin trên mạng để chuẩn bị và rèn luyện ở nhà. Tuy rất cố gắng nhưng may mắn chưa mỉm cười với Hạnh, cô không đủ điểm đỗ vào ngôi trường mơ ước. Không từ bỏ, Hồng Hạnh quyết định lên Hà Nội vừa đi làm vừa học kỹ năng, quyết tâm thi lại vào năm sau. Được một người bạn giới thiệu, Hồng Hạnh tham gia nhóm hài SVM để trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất. Những tháng đầu thử việc, Hạnh chỉ nhận được 1 triệu đồng trợ cấp. Tuy ít ỏi nhưng 10x rất hạnh phúc bởi đây là những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được từ nghệ thuật. Vốn mạnh mẽ và độc lập, Hồng Hạnh quyết không xin tiền trợ cấp từ gia đình dù khó khăn. Ban ngày Hạnh đi diễn cùng nhóm, tối đến cô làm phục vụ tại quán lẩu gần chỗ trọ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê. Tưởng như sự chăm chỉ và cố gắng sẽ giúp Hồng Hạnh phục thù, nhưng một lần nữa Hạnh lại lỡ hẹn với trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gần đến ngày thi đại học, Hồng Hạnh quyết định bỏ để theo dự án phim mới. Mình không hiểu tại sao lúc đấy lại từ bỏ, lãng phí một năm chờ đợi của bản thân như vậy. Điều này khiến mình day dứt và hối hận vô cùng. Nhưng lỗi là do mình và nhất định mình sẽ sửa chữa những sai lầm đó, 10x quả quyết. Hiện tại, Hồng Hạnh đang làm việc tại một công ty truyền thông và là diễn viên tự do tại Hà Nội. Hạnh từng tham gia diễn xuất trong nhiều vlog, phim ngắn được đăng tải trên YouTube. Ngoài ra, cô gái sinh năm 2000 còn thử sức với các vai trò viết kịch bản, sản xuất chương trình, quay phim, quản lý trang Facebook. Gần đây, Hồng Hạnh có tham gia casting trong một số dự án phim truyền hình của VFC. Dù không nhận được vai diễn nào nhưng Hạnh vẫn rất vui. Với Hạnh, đây là cơ hội tốt để được gặp những người giỏi, giúp cô có thể học hỏi thêm kinh nghiệm và trau dồi khả năng diễn xuất của bản thân. Đối với mình, không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không có những chông gai và thử thách. Càng khó khăn mình càng phải nỗ lực nhiều hơn.
Mình tin, chỉ cần bản thân cố gắng, cơ hội và thành công sẽ đến với mình, Hồng Hạnh chia sẻ. Trong thời gian tới, Hạnh có kế hoạch tham gia các lớp đào tạo diễn xuất để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngoài ra, Hạnh cũng sẽ đầu tư thêm về thanh nhạc, chụp ảnh và kênh YouTube riêng để định hướng hình ảnh và phát triển nghề nghiệp. Xin chúc cho Hồng Hạnh sẽ mãi luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và ngày càng thành công trong cuộc sống.